Các bạn, mình là bác sĩ Vũ, mình đang công tác tại bệnh viện Tim Cát. Hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn một phương pháp làm đẹp cho vùng mắt đối với chị em phụ nữ. Phương pháp này cũng khá đơn giản, thường hay được nhắc với cái tên là treo cung mày. Vậy thì treo cung mày là như thế nào? Treo cung mày hay cái tên chuyên khoa của nó là cắt da thừa và mỡ thừa qua đường dưới cung mày. Đối phương pháp này thì các bác sĩ sẽ thực hiện như thế nào? Phương pháp này thì bác sĩ sẽ thực hiện đặt một đường da dưới cung mày của bạn và lấy đi phần mỡ thừa và da thừa. Vậy thì đối tượng cho cái phương pháp treo cung mày hay là cắt mỡ thừa da thừa đường dưới cung mày sẽ như thế nào? Đối phương pháp này thì đối tượng của nó cho những chị em trên khoảng 30 tuổi có đường nếp mí ban đầu tự nhiên đẹp và đồng thời có cái tình trạng sụp mi, mi trên nó sẽ không được rõ. Cái da thừa của vùng mắt trên nó sẽ không quá nhiều. Còn đối với những trường hợp mà da thừa nhiều và mỡ nhiều thì mình sẽ có cái phương pháp khác. Mình sẽ đi qua một cái bài khác, đó là cắt da thừa và mỡ thừa qua đường nếp mí. Vậy thì quá trình thực hiện của phương pháp này như thế nào? Tại bệnh viện EKAP thì ban đầu bệnh nhân sẽ được đưa đi xét nghiệm. Sau khi các xét nghiệm đảm bảo yêu cầu cho cái cuộc phẫu thuật diễn ra tiến hành thành công thì bạn sẽ được bác sĩ vẽ sát trùng, chích tê và cuộc phẫu thuật kéo dài tầm khoảng 30 đến 45 phút tùy vào cái lượng mỡ thừa và da thừa. Nếu mà lượng mỡ thừa và da thừa nhiều thì các phẫu thuật bác sĩ sẽ nâng cái cơ cung mày lên cao hơn nên thời gian nó sẽ kéo dài và nó sẽ sưng hơn tí. Còn đối với những người mà da thừa và mỡ thừa ít hơn thì bác sĩ sẽ thực hiện thời gian nhanh hơn và thời gian sưng bầm nó cũng ít hơn. Việc chăm sóc cho cái việc treo cung mày hay là cắt mỡ thừa da thừa qua đường nếp đường dưới cung mày nó sẽ như thế nào? Thì thời gian cắt kỹ tầm khoảng 7 ngày, thời gian sưng của mắt trong vòng khoảng 1 đến 2 ngày nó đã hết sưng rồi. Còn cái thời gian hồi phục của nó sẽ như thế nào? Thông thường khoảng sau 1 đến 2 tháng thì mắt đã hoàn toàn trở về tự nhiên. Khi đến với EKAP thì trước khi bạn được vẽ tư vấn thì bạn sẽ được thử cái mô hình trước. Đó là cái mô hình bằng máy mọc phía hoặc là máy Vectra. Thì cái mô hình này bạn sẽ xử lý cái hình ảnh trên gương mặt của bạn sau khi cắt như thế nào để mình có thể dự đoán được cái hình ảnh của mắt của bạn sau khi cắt. Nó sẽ hơn những cái nơi khác là mình không có xử lý được cái hình ảnh trước và sau để mình đối chiếu rõ cái phương pháp sau khi cắt và trước khi cắt. Đối với phương pháp treo cung mày hay là cắt da thừa và mỡ qua đường dưới cung mày thì hầu như nó không để lại sẹo. Đương nhiên là phẫu thuật là phẫu thuật nào cũng bắt buộc phải có sẹo, nhưng mà nếu mà thẩm mỹ thì thẩm mỹ là phải giấu sẹo, thì bạn sẽ giấu sẹo ngay đường dưới cung mày. Thì sau khoảng 1 đến 2 tháng thì sẹo sẽ bắt đầu mờ dần và nếu bạn có thể xăm cung mày thì hoàn toàn sẽ không có thấy sẹo.